Lòng lưỡi em Thảo gửi lời chào tới toàn thể các anh nhá. Và hôm nay bên xưởng em đã làm xong tất cả các mẫu lồng. Đây là lồng 33 là mẫu lồng đẹp nhất mà em mới làm xong này. Và tiếp tục đây là mẫu lồng tôm. Và cũng đưa tới các bác về những cái dòng lồng vẫy cá, lồng lò xo so hai đầu. Có tất cả các kích thước to và nhỏ. Đấy, và với mẫu lồng tôm này nhá, bỏ khóa cho các bác em mình xem. Lồng uh, tôm này thì là một cái mẫu lồng mà có túi đựng mồi bên trong. Đấy, rất chỉ là tiện cái lồng tôm này nó là cái lồng hai chiều các bác thì mình có thể đánh nước ngược và đánh nước xuôi đánh tôm rất hiệu quả đấy bây giờ kéo khóa vào và vào sụp vào cho các bác canh anh em nhà mình được xem cái lồng tôm này là lồng siêu bền chất liệu lưới kim cương và có dây để các bác anh em nhà mình đặt lưới nhá đấy và dòng lồng kim cương này thì đánh rất dễ các bác anh em cứ để ở đường nước bưng nước đấy ạ thì bao nhiêu tôm và cá nó sẽ vào hết nhá cái này tất cả đầu nó sẽ có đầu gai Đấy, và về bên này thì um, sẽ quay về mẫu lồng 33 là mẫu lồng đang trong cái thời điểm mà các bác anh em ngày nào cũng đặt bên xưởng em rất nhiều. Lồng 33 thì em sẽ có hai kích thước để các bác anh em nhà mình được xem nhé. Đấy em ngồi gần đây để mở cái lồng đấy ra. Đây. Như cái lồng này lồng cỡ to này các bác anh em này. Lồng cỡ to này thì với cái bề mặt lồng của nó là 50, cao của nó sẽ là 20 và với cái mắt lưới thì quá là ok luôn. Mắt lưới to như thế này. Sợi lưới to, mắt lưới của nó là mắt lưới hai phân nhé các bác anh em nhé cũng là lồng đa lăng, cũng có thể là vừa đánh cua đánh cá được luôn và hom ngang của nó đây cho các bác anh em xem cái hom ngang đây là mẫu lồng đẹp nhé cửa của nó là cửa 20 có ba hom và tới cái kích thước nhỏ hơn này đây là kích thước nhỏ hơn kích thước nhỏ hơn này thì nó cũng là cửa 20 nhưng mà cái bề mặt của nó chỉ mặt 40 thôi các bác ạ mặt 40 và nó cao tầm độ 18 cm đây là kích thước cỡ nhỏ và với tất cả những cái dòng lồng này thì giá của nó chỉ mấy chục ngàn. Thì qua cái video ngắn này bác nào mà đang muốn mở cửa hàng, đang muốn mua sỉ về bán thì cứ liên hệ trực tiếp với em nhé. Đấy còn về lồng cua. Lồng cua thì trong cái đợt này nhà em đang làm một cái mẫu một cái mẫu lồng đặt đấy. Như các bác anh em nhìn đây là cái mẫu lồng hai khuy này với chất liệu lưới to, xương sắt cứng. Này, các bác anh nhìn với cái chiều dài bề mặt của cái này là 60 nhá. Còn chiều ngang rộng của nó là 35 và cửa của nó là 18, cầm riêng một cái lên và cái khuy này mở luôn cho các bác anh em xem đặt thấp đấy mở ra mở hẳn một cái ra cách mở lồng nhé cái này bác nào anh em nào chưa biết được đi đánh không ạ đi đánh chỉ cần buộc con cá rô phi vào thôi Đấy, buộc vào cái xà ngang của nó đó. sau đó đóng lồng vào là đặt vào đường nước là hôm sau các bác sẽ được lửa cân cua ngay vùng là nhiều còn được cả cân thì đối với các bác là mà làm cua đồng hay là các bác nhà mình mà đánh cua biển cà ra kẹ biển thì bộ lồng này đều sử dụng được đấy còn đây là kích thước nhỏ nha các bác anh em nhé Đấy, em có cả vợt cá vật để riêng cho em bạn mới nhìn thấy được đây đây là kích thước nhỏ này kích thước này nhỏ hơn thì bề mặt của nó là 50 và chiều dài của nó thì rộng của nó sẽ là 35 đấy cửa của nó là cao 13 tất cả em quay cho các bác anh em xem cái xương sắt em làm cứng như này nhé và cái mắt lưới của nó to dày chắc chắn như này và đánh cả nước mặn nước ngọt đều được hết đấy anh nào bác làm mà đang quan tâm tới cái mẫu lồng cua này đang trong vụ đi đánh này thì hãy gọi điện trực tiếp tới xưởng em thảo với cái giá chỉ mấy chục ngàn thôi nhé rất chi là rẻ và mua từ 10 cái là em miễn phí ship hoàn toàn các bác nhớ chọn phải một cái xương cứng như này mới là lồng tốt nhé các bác nhé sử dụng mới được bền đấy và thép rất chi là cứng đấy, đi về phần bên này cho các bác anh em mình xem về cái lồng đây là cái lồng tròn này lồng ếch này các bác anh này lồng tròn này lồng ếch lồng hom tre Để. còn về cái lồng đây là cái lồng lồng lươn lồng lươn ba hom cái này thì đợt này đang giảm giá rẻ lắm các bác ạ rẻ được cả 10.000 một cái đấy nhá các bác anh em nhá. Đấy, đây là cái lồng bao hom mà đánh lươn hiệu quả nhất. Bác nào chưa biết cách đánh lươn thì em sẽ hướng dẫn các bác anh nhà mình nhá. Mình đặt nghiêng như này này, mình đặt nghiêng lên như này. Nó phải hở một chút nhá. Và sau đó mình ngụy trang cỏ bên trên, cỏ và bùn bên trên. Đấy, đánh là dạy bờ thôi nhá. Đấy là cái lồng lươn ba hom. Đấy và giá của nó các bác mua nhiều thì giá thấp lắm. Cứ liên hệ trực tiếp tới đơn với em. Và cuối cùng là em sẽ đi về những cái mẫu lồng lò xo so, bắt cá là cái mẫu lồng các bác trong miền Nam, miền Tây sử dụng rất nhiều. Với kích thước nhỏ nhất là 30 60 lồng hai hòm. Đây, hom lối vào này. Lối vào. Hai hom đều lối vào, em sẽ sập cái lồng này vào cho các bác anh xem nhé. Co vào. Cái lồng này khi các bác anh nhà mình sử dụng xong thì sẽ nó sẽ có khuy cài. Nó sẽ có khuy cài. Đấy quy cài Và mình rũ một phát là nó sẽ sạch tưng và nó sẽ ra hết cua với cá nhé Đấy Đánh cua, đánh cá thì cái lồng này rất chi là ok Nhất là đi đánh cá lóc ở trong miền Tây, trong miền Nam thì em gửi rất chi là nhiều Và các bác lưu ý với một cái lồng đẹp về chất liệu Các bác đặt nó phải cứng đanh như thế này nhé Thì mới là đẹp, lồng không đổ Tất cả thì là đều lồng hai chiều Đánh nước ngược và nước xuôi đều rất chi là ok Có nghĩa là con cá ngược và con cá xuôi thì nó đều chui vào qua một cái đường mương nước các bác Đây là cái hòm của nó. Và chất lưới của nó là mắt lưới một phần rưỡi nha các bác anh em nhé. Bao chất luôn. Nếu như các bác nhà mình mà xem được video này của em là các bác đã tìm được một cơ sở uy tín về tất cả cái chất lưới. Đấy và các bác nhà mình mà đang có nhu cầu hãy gọi điện trực tiếp qua đầu số điện thoại đây để em tư vấn các bác nhà mình. Và nhớ cho em xin một like, nhấn vào chuông và nhấn vào chữ đăng ký kênh để chọn lựa và xem được rất nhiều loại. Thì cái kích thước lồng này là lồng 30 trên 60. Đây là lồng 30 trên 60 nha các bác anh em nhé. Đấy, 30 trên 60. Còn về cái mẫu lồng lớn hơn là 40 trên 80. 40 trên 80. Đây là mẫu lồng 40 trên 80 này. Chất liệu đều cứng thế này. Đấy, và em có 50 trên 90. 60 trên 1 mét mốt. Tất cả các mẫu lồng đều cứng cáp, đẹp, chất lượng như thế này. Đấy, quay trực tiếp như thế này cho các bác anh em nhà mình được ngắm nhé lồng to là to như tầm cống các bác đặt ở cái tầm cống nó hứng kể cả cá chấm đen cá 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 chấm cá chuối cá chê vào hết cho các bác anh em nhé đấy và bên em thì có hàng trăm loại sản phẩm khác nhau khi xem một video này mà các bác đang muốn quan tâm tới sản phẩm gì thì hãy vào zalo của em xem về lưới bắt quái dài ngắn các loại em đều có để phục vụ các bác trong mùa đi bẫy của năm nay cũng rất cảm ơn các bác đã, đã luôn quan tâm và theo dõi tới em Ờ, cần mua hãy gọi điện trực tiếp và muốn tham khảo về từng loại cứ vào zalo của em các bác anh em nhé cảm ơn các bác đã theo dõi video này chào và hẹn gặp lại các bác ạ